Sau một tuần chờ đợi thì có thông tin nồi nhà mới rồi, đó là nồi nhà ăn lửa Vĩnh Hằng. Thì khi nào nó ra chắc là tầm update tháng 10 các bạn, cứ tầm mùng 1 tháng 10 các bạn auto sẽ có trong nồi nhà này nhá. Còn nick ai cái gì nhỉ, còn nó là lửa Vĩnh Hằng tại sao? Thì ngày trước ấy mình đi hỏi một cái ông anh, cái ông anh đấy bảo là nó là đất Tết. Mày ông anh không nói rõ, ông bảo là đất Tết đấy, còn tùy mày nghĩ là đất nào thì đất. Thì mình nghĩ đất Tết ý, thì chỉ có thể là sắt vụn thôi, bởi vì là nửa nửa Vĩnh Hằng ý, nó Tết là các bạn nạp 20k là có rồi, còn sắt vụn ý thì là do người chơi ý, nên là mình cứ tưởng nó là sắt vụn. Ông cứ bảo là đất Tết ý, mày muốn nghĩ đất nào thì đất, thế quái là bảo luôn nửa Vĩnh Hằng đi. Thì nửa Vĩnh Hằng hồi Tết các bạn chỉ cần nạp 20k là có, còn lúc sau thì các bạn nạp 200k là các bạn có cả mấy con tích lũy này luôn. Hiện tại nửa Vĩnh Hằng sẽ có hai con tích lũy cực kỳ mạnh. Nay thì trong video này ý, thì có thể các bạn sau khi xem xong các bạn không biết chơi cái nửa Vĩnh Hằng đâu, mà các bạn có biết thêm chút về lửa Vĩnh Hằng, bởi vì thứ nhất ý, cái game này có nhiều lối chơi, mình kiểu không muốn ép buộc các bạn phải theo một cách nào đó, thì nên là tùy các bạn sáng tạo thôi. Mình sẽ ngồi đọc effect xem nó như nào để đánh giá nó nhé, bởi vì cái tài năng của mình ít ra nó cũng khá là biết chơi mấy cái deck như kiểu phù thủy các thứ, nên là mình sẽ đánh giá được mấy cái này. Thứ nhất là môi trường, thứ hai là con bọ. Trong này thì mỗi con thì 500 tích lũy, 50 tích lũy, 50 tích lũy. Giờ các bạn cứ phải nạp 10k game xong đổi sau tích lũy, 10k game thì 500k ấy. Trong lôi nhã thì chắc chắn là sẽ không có hai con này đâu, bởi vì là cái tỷ lệ hai con này nó nhảy vào lôi nhã của bạn rất là thấp. Lôi nhã chỉ nó có một số con là trong sự kiện Tết thôi, trong sự kiện Tết thì nó có những con nào, nó còn những con này này Tết thì nó cho bằng này con, các bạn chỉ cần nạp 20k là có. Mà thế quái nào, ông anh bảo nó ra đích game ra đích Tết đấy, bảo luôn là nửa Vĩnh Hằng đi cho người ta nói đúng. Thì đích Tết mình nghĩ 99% là sắt vụn còn gì nữa. Cay thật đấy. Nhưng mà thôi kệ đi. Khi có mặt quái từ khoán nửa Vĩnh Hằng tăng 400 công thủ, effect khá là ngon, môi trường khá là xịn. Khi có mặt điều kiện kích hoạt hiệu quả có tán tức là bình thường ấy, một số con quái nửa Vĩnh Hằng nó sẽ effect là khi trên tay không có bài nó sẽ kích được effect, còn đơn giản thì khi có cái môi trường này này các bạn chỉ cần trên tay có một lá bài vẫn kích được, không nhất thiết là phải hai, không nhất thiết là phải hết bài, một lá bài trên tay vẫn kích được nhá. Mỗi lượt một lần lấy một phép bẫy có từ khoán nửa Vĩnh Hằng. Ui cái này thì cực ngon này các bạn, cái này như kiểu hồn vĩnh viễn rồi đấy. Kỹ năng mộ chủ động hy sinh một bài trên tay bản thân quay về. Ui rồi vãi xưởng, cái nào môi trường này gọi là bất tử còn gì nữa. Môi trường này cực ngon nhá. Thứ nhất nhá các bạn này, khi nó lên sân này nó tăng 400 đam. Thứ hai nó tăng gì nhỉ, anh em, nó lấy cho bạn một phép bẫy có từ khoán lửa Vĩnh Hằng. Phép bẫy lửa Vĩnh Hằng thì rất là ngon luôn các bạn ạ. Nó sẽ lấy được một phép bẫy từ bộ bài trên tay. Thứ hai là nếu mà các bạn phá cái lá này đi thì nó vẫn nhảy sân lại được, nó chỉ cần hy sinh một quái trên tay thì con này nó sẽ từ mộ nhảy về sân, ăn nhảy về tay, tức là cực kỳ ngon luôn đấy. Con này thì kiểu như kiểu các bạn cần x1 môi trường là được rồi. À đâu, x1 môi trường cũng chơi được rồi, bởi vì các bạn thứ nhất là dùng thế giới ảo lấy nó lên, lấy cái này lên thì không sợ bị nó phá hủy nhá, trừ khi là con này nó bị loại bỏ thì chim lượn, còn không bị loại bỏ thì nó thật là nửa Vĩnh Hằng vẫn mạnh. Nếu mà bây giờ để loại bỏ được thì chỉ có nông dân chẳng có đích nào đâu, dehero nó chỉ là loại trên tay thôi các bạn ạ. Nói thật là con nửa Vĩnh Hằng mà vào lôi nhã thì con này mà vào lôi nhã thì cực ngon. Thứ nhất là cái môi trường này không bao giờ chết. Tiếp theo là bọn lửa Vĩnh Hằng chủ động khi trên tay phe ta không có bài có thể dùng mỗi lượt hy sinh bản thân triệu hồi đặc biệt. Tức là cái con này này nó lên sân, nó không cần nhất thiết là triệu hồi thường nhá, các bạn triệu hồi đặc biệt vẫn được. Khi con này lên sân nó sẽ kích effect với điều kiện trên tay các bạn không có bài, nếu có môi trường sẽ là một lá thôi, cứ gọi là không không có bài đi, không có bài. Xong thì các bạn sẽ gọi được hai con bọ lửa Vĩnh Hằng từ bộ bài để làm gì, để nó xin chôn. Nhất không nhất thiết là các bạn phải xin chôn lên những con lửa Vĩnh Hằng, bởi vì mấy con lửa Vĩnh Hằng nó xin chôn hình như nó si đà lắm các bạn ạ. Theo mình biết thì có hai con nhưng mà effect của nó si đà lắm, không nhất thiết là phải các bạn phải xin chôn lên hai con lửa Vĩnh Hằng, các bạn có thể xin chôn lên công nghệ cũng được này. Ồ nói thật là xin chôn công nghệ hoặc là xin chôn kiếm sĩ X, hoặc là xin chôn nó là kiếm sĩ X cũng ngon nhỉ. Con này có thể xin chôn tất tất cả những quái nào các bạn ạ. Những con xin chôn dễ lên ấy, thì nó lên được con từ bọ lửa Vĩnh Hằng hết. Một phát thì các bạn kích thì nó lên được hai con Thunder, tức là nó sẽ lên được hai con Thunder 2 sao nữa. Thì để mà ở XYZ thì khá ngon, như kiểu gió ma thuật vào cũng ngon các bạn ạ. Mix con này với gió ma thuật cũng ngon luôn, nhưng mà với điều kiện nó là không có bài trên tay, vì thế là con này nó chủ yếu là đánh cho nửa Vĩnh Hằng thôi. Nếu mà nó điều kiện không có bài trên tay nên là mix cho mấy đứa khác hơi sida. Con này chỉ là mix cho mấy deck khác thì hơi sida. Theo mình thấy thì lấy mấy con xin chôn ngon là được rồi. Là các bạn chỉ cần mix cho mấy cái con có xin chôn ngon ấy, mix mấy con xin chôn ngon và cái deck nửa Vĩnh Hằng này thì nó rất là dễ lên bài các bạn ạ. Cái con nửa Vĩnh Hằng này nó gọi là hai con Thunder 2 sao, tức là các bạn nhảy ít nhất là nhảy được hai con xin chôn một lúc, tức là mạnh lắm. Nên là
Cái này thì giờ sau tích lũy các bạn ạ. Sau tích lũy vua thì nông dân ngồi đợi nhá. Là cày chay, nếu mà nông dân thì thấy hai cái lá kia ngon vậy rồi thì các bạn biết có nên chơi game đúng không? Làm gì chơi được. Và tiếp theo là lửa vĩnh hằng thì tìm trong thư viện đi. Nick này có nhưng mà mình lười tìm lắm. Lửa vĩnh hằng tìm search luôn từ đây. Vĩnh hằng, một số con nó không có tên lửa vĩnh hằng đâu các bạn ạ, nên là tí mình sẽ kiểm tra lại nhé. Ồ nhiều thế nhỉ. Thôi tìm vĩnh hằng luôn. Đây, thứ nhất là xem từ SR đi. Ở SR sẽ có kỵ sĩ vĩnh hằng, con này thì mình không biết nguồn. Effect của nó khá là được. Ngày xưa thì được, bây giờ thì hơi sida, bởi vì một lượt thì các bạn hình như là chết mất tiêu ấy. Rồi tiếp theo là con xạ thủ vĩnh hằng. Khi trên tay không có bài, bài này nhận cơ tấn công trực tiếp thì cái này cũng sida. Thứ nhất là triệu hồi con này thì nó là 6 sao ấy, cũng hơi sida các bạn ạ. Con này thua cái con gì nhỉ? Con hiệp sĩ bão lốc của Hero thì phải, cái con gì mà hai ca đam đấm xuyên của máu ấy. Con này thì hơi sida các bạn ạ. Được cái nó là 6 sao, 6 sao thì các bạn sẽ xin chôn lên cái con xin chôn nửa vĩnh hằng ấy. Tiếp theo là xem từ dưới này lên đi. Chưa trả lời tin nhắn tí nhá. À. Đấy. À, các bạn có thể là không biết chơi đâu nhưng mà là tí đang đang chết rồi, sao nó không được. Rồi tiếp theo là cái con người lùn vĩnh hằng, con này là một con Turner. Khi trên tay phe ta không có bài, bài này sẽ không thể bị phá hủy trong chiến đấu hoặc hiệu quả. Ồ, tức là con này bất tử còn gì nữa. Hiệu quả này thì nó có thể nói là phép bẫy và effect quái, thì nó là có ba cách, một là phép bẫy, hai là effect quái, ba là bẫy phép đấy. Chủ động mỗi lượt hy sinh tất cả bài trên tay, tức là giờ con này các bạn nên thủ sân sẽ bất tử nhá. Các bạn chỉ cần rút được con này nhá, các bạn thủ sân bất tử luôn. Các bạn mỗi lượt con này gọi như bất tử ấy. Tức là các bạn khi con này lên sân nhá, các bạn hy sinh toàn bộ bài trên tay thì con này nó sẽ không bao giờ bị phá hủy trong chiến đấu này. Không bao giờ bị phá hủy bởi phép bẫy hoặc là effect quái. Mình không nhớ cái hiệu quả này này nó là bao gồm cả ba không, nên là tí test nhá. Nếu không thì con này nó gọi là như bất tử đấy. Còn để mỗi lượt thì nó sẽ hy sinh tất cả bài trên tay. Nếu mà các bạn chơi Exo, con Exo gì nhỉ, con Exo người âm phủ ấy, các bạn chơi con Exo người âm phủ với nửa vĩnh hằng khá là ngon nhá. Nó ném full mấy bộ phận vào mộ xong các bạn gọi con người âm phủ nên đấm bay máu đối thủ. Con này thì chỉ có x2 thôi các bạn, chắc khi nó vào lôi nhã thì nó sẽ là x3 nhá, nên là cũng khá là ngon. Tính ra hồi Tết nó chỉ cho x2 mấy con lửa vĩnh hằng này thôi. Giờ các bạn có thể kiếm được x3, con này thì ngon, được, mờ nem. Các bạn đầu tiên là kích effect, bỏ hết bài xong các bạn xin trộn được. Quá năng mờ nem luôn. Mỗi lượt chỉ một lần khi rút bài này, nếu trên sân người ta không có bài, có thể triệu hồi đặc biệt bài này. Mỗi lượt một lần khi triệu hồi đặc biệt bài này, chỉ có lượt vào sân đồng thời trên sân người ta không có bài có thể dùng đến một lượt. Đấy, một lá bài, một bài có từ khóa, tức là con này rút được môi trường này các bạn ạ. Con này chỉ nó rút được môi trường đấy. Nhân danh, tức là khi các bạn rút được con này sẽ tự nhảy lên sân. Sau khi nó tự nhảy lên sân, nó các bạn có thể kích effect của nó lấy lên cái lá môi trường. Theo mình thấy thì nếu mà tùy tình huống các bạn cần gì các bạn lấy, hầu như thì sẽ lấy môi trường. Khi được đây ok, con này giống Mahat này, Mahat hàng Shopee nhá. Khi rút được thì bạn triệu hồi đặc biệt ngay, và khi triệu hồi đặc biệt ngay sẽ có effect, còn không thì chim lượn các bạn ạ. Hoặc là các bạn hồi sinh, hoặc là đại loại là làm gì đừng triệu hồi thường nó là được, triệu hồi đặc biệt thì nó mới có effect, các bạn lưu ý như vậy. Con tướng lửa vĩnh hằng kỹ năng mổ chủ động, con này là 7 sao cơ. Khi chân tay phe ta không có bài có thể dùng mỗi lần một lần loại bỏ bản thân triệu hồi đặc biệt hai quái 3 sao tùy chỉnh trở xuống có từ khóa một phe ta có được triệu hồi không thể hiệu quả. Con này thì mình chưa biết combo như nào, effect của nó cũng khá là hay nhưng mà nó phải gọi được lên sân cơ, hoặc là các bạn ném con này vào mộ. Thì cái nửa vĩnh hằng này này các bạn ném bài vào mộ dễ mà, con này cũng ngon. Nhưng mà xin chôn của nửa vĩnh hằng sida lắm các bạn. Nếu mà theo mình thì bạn mix với con thứ nhất là mix lồng hình sao, thứ hai mix con ni cho ấy, hoặc là mix con gì nhỉ, thần rồng của đại ấy. Chứ giờ mấy con xin chôn của nửa vĩnh hằng sida lắm, mặc dù nó rất là dễ lên nhưng mà nó hơi yếu các bạn ạ. Lá bài này không thể triệu đặc biệt từ mộ, con này sida rồi, effect nhìn biết sida này. Một khi trên tay phe ta không có bài có thể dùng mỗi lượt một lần hy sinh bản thân chọn triệu hồi đặc biệt hai quái có từ khóa từ nửa vĩnh hằng từ mộ người ta. Trên tay không có bài cũng ngon, nó sẽ gọi được hai con từ mộ, gọi cả được cái con bạch sao này luôn các bạn ạ. Gọi hình như là xin trộn cũng gọi được hết ý. Con này thì cũng khá là ngon, tùy tình huống này các bạn lật kèo thôi, đi trước thì không cần đâu. Khi trên tay phe ta không có bài, bài này sẽ không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc lại con này nữa, lại con này bất tử nữa. Sao nắm con bất tử thế nhở, tức là con thủ vệ vĩnh hằng. Con này thì các bạn có thể mua trong lôi nhã sớm cũng được, nó vào lôi nhã sớm thì các bạn ạ, nó vào lôi nhã 22 rồi. Bài này không thể bị phá hủy chiến đấu hoặc hiệu quả. Hiệu quả ở đây thì nó cũng tùy các bạn ạ. Nó có thể là effect quái, effect của phép bẫy. Nó không biết nó có bao gồm 3 lá này không ý, thì để tí mình test xem nó bao gồm được 3 lá không nhỉ. Thầy tế vĩnh hằng,
mỗi lượt một lần trên tay phe ta không có bài có thể triệu đặc biệt khi bài này trong mộ, đồng thời trên sân phe ta không có bài có thể dùng. Nếu trên tay nếu trên sân phe ta có từ khóa lửa vĩnh hằng bị phá hủy, loại bỏ bài này thay cho hiệu. À tức là này, con này như kiểu hand trap ấy các bạn, nó sẽ bảo kê mấy cái con nó sẽ bảo kê mỗi lượt nếu trên tay phe ta bảo kê mấy con gì nhỉ, quên mất tiêu rồi, bảo kê mấy con sinh tồn của bạn ấy, sinh tồn có từ khóa lửa vĩnh hằng đấy nhá, hoặc là từ đúng rồi bảo kê mấy con sinh tồn có từ khóa lửa vĩnh vang hằng. Hầu như mấy con quái này thì không cần bảo kê đâu, hầu như con này tác dụng là bảo kê cái con sinh tồn ấy, nhưng mà nó phải vào mộ đấy các bạn ạ, các bạn phải ném nó vào mộ trước. Hình như quái này nó hơi ít đấy, hình như là vẫn còn mấy cái con vĩnh hằng nữa ấy. Từ từ nhá để mình xem lại nào, chọn lọc tộc quỷ, hình như mấy con này tộc quỷ hết các bạn ạ. Sói sen đỏ, con này đấy mấy cái thằng cứ kêu sen đỏ làm gì có đâu, mình đã chắc chắn là con này nhìn cũng ghê gớm vậy, mình đã chắc chắn là ra cái deck sắt vụn nổi, không ai thèm tin, rõ là chẳng qua là do đoán nhầm thôi, cay thật đấy. Rõ ràng kiểu có người báo cho mình là ra deck Tết ý, thế quái nào nó đang là lửa vĩnh hằng, bất ngờ thật đấy. Đâu nhỉ, vua phá hoại này cũng còn lửa vĩnh hằng này các bạn. À từ từ nhá, mấy con này thì nó cũng từ khóa lửa vĩnh hằng, nếu trên đối thủ sẽ mất 1k 5 MP, tức là con này sẽ tăng đam mà, thôi bỏ qua đi. Tức là khi bạn tấn công mà nó chết là tấn công ấy thì đối thủ sẽ mất nhiều máu hơn thôi. Còn con gì, thấy con họ gọi lửa này, đây con này cũng là của lửa vĩnh hằng này. Khi lên sân chuyển sang thế tủ, khi nhân tay không có bài mỗi lượt một lần chọn chiều đặc biệt mà không có tổng tên từ một phép ta, con này thì cũng sida, bởi vì hầu như ấy, mấy con này nó khó triệu hồi đặc biệt lắm các bạn ạ. Hầu như là các bạn phải triệu hồi thường nó lên sân, mà đã triệu hồi thường thì các bạn chỉ triệu hồi được một phát thôi, nên là nó cũng hơi sida đấy. Còn gì nữa nhờ, như hết rồi đấy. Hầu như mấy con này là tộc quỷ hết đấy các bạn, nên là muốn xem thì muốn xem thì cứ gõ tộc quỷ mà xem. Ô con hình nhân này, cái này skin các bạn ạ, cứ tưởng con nào lạ lạ thì ra là cái nick này nó chơi skin. Ok chắc là hết mấy con nửa vĩnh hằng rồi đấy, đây chỉ là video tổng quan thôi, để bữa nào mình học chơi rồi đồng hành cùng các bạn trong quá trình master nửa vĩnh hằng để đại thánh kỵ nó sẽ rơi xuống đáy xã hội. Đây con rồng tử thần là cái lá xin tôn và con rồng ma luyện ngục ấy, con này là 8 sao này, con rồng tử thần là 8 sao luôn này. Nó tức là các bạn nên từ một con 2 sao và một con 4 sao thì các bạn sẽ xin tôn nên được một con 6 sao, xong các bạn kích tiếp effect xin tôn mà sẽ lên được một con 8 sao, như kiểu là các bạn chỉ cần có con bọ ấy thì các bạn nên xin tôn rất là dễ. Con này này khi có mặt mỗi lượt khi đối thủ dùng bài phép bẫy, nếu trên sân nếu trên tay phe ta không có bài sẽ vô hiệu và phá hủy phép bẫy đó. Sida quá các bạn ạ. Cái con cái effect bắt một phép bẫy này thì các bạn nạp 600k nhỉ, các bạn mua ngay cái con cyber trong shop phế liệu ấy, bắt ba phép bẫy luôn. Khi phe ta chưa hành động, đồng thời trên sân phe ta không có bài có thể dùng, mỗi lượt một lần phá hủy một quái trên sân đối phương, tức là đốt máu bằng một nửa, nó không biết là đốt mấy con búp máu búp đam thì nó căng không nhiều. Con này thì nó có thể là phá một quái trên sân đối phương, chắc là nó sẽ không xuyên được tường đâu các bạn ạ. Đấy thì con này là phá một quái, con này là bắt một phép bẫy, thì các bạn thấy effect của nó đẹp như nào chưa? Đấy vì thế nên chơi được vĩnh hằng ý, có thể mix Thor vào này. À Thor là Acer rồi quên. chiến sĩ năng lượng con này rút bài các bạn. Con này rút bài này, con chiến sĩ năng lượng này khi xin chôn thành công sẽ rút được một lá này. Con rồng tiên mắt xanh này là có từ khóa rồi à? Các bạn mix thêm với con xin chôn với bậc thầy truy nã, con này effect gì nhỉ, thôi nghỉ đi, con bậc thầy truy nã nhìn sida lắm. Các bạn có thể nên ác quỷ từ triệu hồi ác quỷ mấy con gì nhỉ, à nên thẳng cái con Zula này đấm nó sướng các bạn ạ. Hình như con này là vua quỷ hỗn độn, là của quỷ vĩnh hằng hay sao nhỉ. Quá trên sân đối thủ hoán đổi điểm công thủ đang có, con này hình như cũng giống của lửa vĩnh hằng lắm nhưng mà ngửi mùi không thơm rồi. Đây thì nên công nghệ, theo mình thấy là nếu mà chơi xin chôn thì nên công nghệ nó mạnh nhất rồi đấy, chứ nick này nếu không thì nên con xin con Nitro. Con Nitro thì các bạn sẽ không, hình như giờ con này không có nguồn thì phải, con này này hình như con này có gói bài, con này thì 7 sao ấy, các bạn có thể nên con Nitro này cũng đấm cũng sướng này. Hoặc là nên thôi bỏ qua đi, tóm gọn là nửa vĩnh hằng các bạn muốn chơi gì thì chơi, nhưng mà thường thì sẽ mix với mấy con xin chôn ý để cho nó mạnh hơn ý, chứ con xin chôn của lửa vĩnh hằng rất là yếu. Tiếp theo là phép bẫy thì nó sẽ có vài cái lá như kiểu là bổ trợ cho việc các bạn nên bài và vứt bài thôi. Để mình tham khảo xem nào, phép bẫy giờ nó không cho sớt từ khóa mới đâu, nó mà cho sớt từ khóa thì dễ rồi. Từ nha mình tìm trong này nào, tìm bẫy chưa nhá, ảo ảnh vận mệnh là của hero này, không ngờ sao mộ kiếm là của kiếm sĩ X đúng không, ảo ảnh đại dương là của Genki hay sao nhỉ, nghe cũng giống lửa vĩnh hằng lắm đấy. Ảo ảnh tay không này, con này này, đây con này mới là của lửa vĩnh hằng, con này ở các bạn ui nick này có cả công nghệ EM1 á. Ôi từ từ nick này hỏng rồi, nạp nhiều đúng không,
Ồ, nick này giờ mình phát hiện ra đấy. Mình có nhiều nick ăn nhà mình chơi nick này lâu lắm rồi mà mình không biết còn nó cái lá M1 của công nghệ luôn. Hình như hết rồi các bạn ạ. Ừ, video có thể thiếu sót nha, các bạn thông cảm nhé, nói thật là dạo này mình bận học ý, với lại giờ có người yêu rồi nó khổ lắm các bạn ạ. Giờ phải chăm sóc người ta các thứ ý, nên là thôi, mà từ từ hiện thế. Đó, nên là giờ bận rồi các bạn ạ. Không có thể đồng hành các bạn trong quá trình nghĩ ra những cái hệ tư tưởng đột phá nữa rồi. Rất buồn. Hết chưa nhỉ? Hình như hết rồi đấy các bạn ạ. Ừ, chắc là mấy con nửa cái thằng hết rồi đấy. Đây, thì đọc effect của bẫy này. Khi quái đối thủ tấn công có từ khóa nửa vĩnh hằng trên sân meta, đồng thời trên sân meta không có bài có thể kích hoạt phá hủy quái vừa tấn công, con này giống như phản đòn ý. Kỹ năng mộ chủ động muốn lần loại bản thân trở đặc biệt một quái nửa vĩnh hằng từ mộ meta, con này thì phản đòn của con này cũng ngon bởi vì nó có effect mộ ấy. Nhưng mà giờ hầu như người ta thắng trong một tơn rồi nên là con này nó cũng không ngon cho lắm. Và khi trên tay Feta có bài loại bỏ một bài trên sân nửa vĩnh hằng trên tay mỗi ta chọn phá hủy một quái trên sân. À tức này con này như kiểu là phá một quái trên sân ý. Loại bỏ một quái từ đúng rồi trong mộ Feta. Khi trên tay chỉ còn bài, nhưng mà cái này rất là khó dùng nên là bỏ qua nhé các bạn. Nó rất là khó dùng ý, bởi vì là đọc lại xem nào, quên mất tiêu. Khi trên sân khi trên tay chỉ còn lá này, các bạn có thể loại bỏ một con lửa vĩnh hằng trong mộ để phá hủy một quái đối phương, nhưng mà theo mình thấy nó khá là khó dùng bởi vì bây giờ ấy, để rút được cái lá này cái trường hợp còn một mình nó trên tay thì hơi khó đấy. Đâu các bạn dùng môi trường này vẫn được đấy, ngon đấy các bạn ạ. Con này cũng ngon đấy bởi vì các bạn dùng môi trường rút nó lên thì vẫn ngon. Ừ con này cũng ngon bởi vì nếu mà dùng môi trường để rút nó lên ấy thì phá một quái khá là ngon đấy. Tiếp theo là effect khiên lửa bảo hộ ạ. Trên sân phe ta có quái từ khoán lửa vĩnh hằng, đồng thời trên tay không có bài đối thủ. À thì cái này bỏ qua đi các bạn ạ. Con này nó kiểu là bắt một phép bẫy. Nói thật là cái lá này thì bỏ qua được, không 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 cho vào cũng được. Ngọn lửa vĩnh hằng mỗi lượt một lần nhận hai chỉ thị vĩnh hằng, kết thúc lượt bài này sẽ được đưa vào mộ. Khi sinh một chỉ thị trên tay đưa một lá từ từ bộ bài phép ta vào mộ, tức là con này nó sẽ ném con bảy sao ấy, ném mấy cái con có effect mộ vào mộ ấy. Ví dụ như con bảy sao này này nó có effect mộ đúng không, đâu nhìn con bảy sao đâu nhỉ. Này ví dụ con này có effect mộ ấy, nó sẽ ném một số con vào mộ ấy, mà con này thì theo mình thấy nó không cần thiết đâu, lấy x1 cũng được. À ngoài tay không cái lá này ở trong hư vô, à trong trong hư vô, ăn à, nhầm trong lôi nhã trong là hay là hư vô ấy. Đại loại là cái lá này các bạn mua bên ngoài được nhá. Nó mặc dù không ghi nguồn ấy nhưng mà mua bên ngoài được các bạn ạ. Nên là yên tâm. À, mỗi lần một lần trên sân Feta có quái từ khoán được vĩnh hằng có thể dùng tạm thời loại bỏ bài trên tay Feta trong một lượt. Ở ngon, tức là con này nó sẽ loại hết bài trên tay các bạn ạ. Tức là khi này các bạn kích effect của này nhá, các bạn sẽ được loại hết bài trên tay tạm thời loại bỏ trong một lượt thôi, lượt sau thì nó sẽ quay lại trên tay các bạn ạ. Cái này ngon nhá, cái này là mờ nem, nhưng mà con này nó không có từ khóa nửa vĩnh hằng. Chắc là tháng sau nó sẽ ra một cái lá di tích, nó là di tích cổ đại. Di tích cổ đại nâng cấp sẽ có dạng nâng cấp của ảo ảnh tay không, chắc là ảo ảnh tay có không để làm gì, để nó thêm từ khóa lửa vĩnh hằng cho cái lá này thì sẽ rất là ngon luôn. Chắc chắn là khả năng ý, nó sẽ ra thêm cái lá một lá trong di tích cổ đại nâng cấp cái lá này lên để có thêm từ khóa lửa vĩnh hằng. Như vậy thì lửa vĩnh hằng sẽ rất là mạnh luôn, nó sẽ loại bài thôi, nó sẽ không vứt bài các bạn ạ. Hầu như là vứt bài thì nó hơi tiếc, thi thoảng vứt bài ngon thôi, nhưng mà khi có mặt nếu phép ta không có quái nửa vĩnh hằng con này thì nó cũng vứt bài vào mộ, cũng giống cái con ảo ảnh tay không này, nó giúp các bạn vứt bài vào mộ ấy. Con ảo ảnh tay không là tạm thời loại bỏ bài trên tay, con này nó vứt bài vào mộ. Khi trên tay chỉ còn bài này, đồng thời trên sân phép ta đều có quái chưa hành động có thể dùng chọn chiều đặc biệt một quái nửa vĩnh hằng từ mộ phép ta và tất cả quái. Con này bỏ qua đi các bạn ạ. Con này thì nó hơi xê đà đấy. Nói thật là hơi xê đà. Thứ nhất là con này ý, giờ các bạn dùng nửa vĩnh hằng ấy không ăn được sen nửa rồi, bởi vì đam sen nửa rất là to, nên là dùng con này không ăn thua đâu. Thánh kỵ thì nó có kiếm, hero thì hầu như nó có tường, nên là con Zero Mark này bỏ đi được đấy. Theo cá nhân mình ý, pháo lửa vĩnh hằng hy sinh bản thân trở đặc biệt hai quả tường nửa đúng không ạ? Ừ con này thì nó cũng được tùy từng huống, hầu như cái này là phép bẫy liên tục hết nhiều. Nếu mà phép bẫy liên tục thì các bạn cho thêm cái lá vị trí cấp bờ với. Hầu như khi bạn dùng vị trí cấp bờ các bạn úp bẫy thì nó cũng rút bài nhá. Các bạn dùng bẫy liên tục thì nó cũng úp rút bài nhá. Con vị trí cấp bờ nó bị lỗi phách ấy, các bạn chỉ cần một là úp bài bẫy, hai là dùng bài bẫy liên tục ấy. Bài bẫy liên tục là mấy cái tròn tròn cái tròn tròn này đấy. Thì tổng quan đấy nửa vĩnh hằng như là thiếu vài lá nhưng mà thôi, nửa nửa tìm lắm các bạn. Bởi vì thứ nhất là dở ấy. Các bạn muốn chơi thì có hai con này được tính. Muốn chơi thì có hai con trong tích lũy rồi tính nhá, chứ giờ nếu mà chơi thuần thì hơi yếu. Ngày trước thì nạp 200k là full mấy cái con này luôn các bạn ạ. Còn bây giờ thì
không biết, nó chắc là server mới nó sẽ mở lại cái trò này đấy. Ngày trước server mới mà các bạn, server mới các bạn nạp 200k là full cái deck nửa vĩnh hằng luôn, không thiếu một cái gì cả, môi trường cả bọn. Nhưng mà bây giờ thì nó cho vào Lôi Nhã thì ảo thật đấy. Cái ông anh mình năn nỉ ông gần chết, ông bảo là ra deck Tết ý, mày cứ nhớ cái deck nào Tết ra rồi thì nó sẽ ra lại. Thì quái nào nó ra nửa vĩnh hằng, cay thật. Cái nửa vĩnh hằng ngày xưa nạp có 20k là có gần đủ bài rồi đấy. Còn mình cứ nghĩ là sát vụ nên là đánh 99% sát vụ, xin lỗi các bạn nhiều. Thì mình cũng nghi rồi, không hiểu tại sao nó lại ra được cái deck nửa vĩnh hằng ảo ma này chứ. Rõ ràng là deck Tết thì sát vụ nó sẽ hợp lý hơn nhiều. Sát vụ thì nó sẽ cho full bài các bạn ạ, nó có thể combo được. Chứ nửa vĩnh hằng nó nhét mấy cái con kia vào tích lũy thôi. Nông dân khóc, còn nông dân chăm chỉ thì bình thường, bởi vì nông dân chăm chỉ hầu như có dư heo tích lũy để mua ấy. Là mở nốt 5 gương mà. Ui giời ui, tưởng ra là cái vòng. Ok, để bữa sau mình học hỏi cách chơi nhá, chứ giờ mình cũng hơi tới cổ đấy.